Ở thời phong kiến Trung Hoa, cảnh hậu cung có trăm ngàn mỹ nữ cùng hầu hạ một nhân vật quyền lực là hoàng đế vốn đã là chuyện chẳng hề xa lạ. Thế nhưng, với số lượng nhân lực giường chiếu đông đúc như vậy, sau mỗi năm, hoàng đế vẫn cần có những kỳ tuyển chọn tú nữ nhằm mang đến những sự mới lạ cho chốn hậu cung. Đặc biệt ở chỗ là mỗi kỳ tuyển tú thì đều phải có một quy trình riêng vô cùng gắt gao. Thậm chí đối với một vài người, nó còn mang đầy sự tủi nhục và ê chề. Các kỳ tuyển chọn tú nữ trong cung thường được tổ chức vô cùng long trọng. Theo thường lệ, triều đình sẽ tổ chức mỗi 3 năm một lần. Tú nữ tham gia ứng tuyển phải đáp ứng những tiêu chuẩn và yêu cầu rất khắt khe. Người được chọn để làm phi tử của hoàng thượng phải trải qua nhiều vòng xét duyệt gắt gao. Trong đó có một yêu cầu của hoàng thượng khiến các tú nữ vừa nghe nhắc tới liền ngại ngùng. Đó là điều mà chỉ những nữ nhân đặt chân vào chốn thâm cung ấy mới may ra hiểu được. Hậu cung của hoàng thượng có cả ngàn giai nhân, tuy nhiên nữ tử không phải muốn là có thể dễ dàng trở thành một trong số họ. Các tú nữ phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản sau đây. Thứ nhất, xuất thân và địa vị của gia tộc các tú nữ trong xã hội. Trong xã hội phong kiến, địa vị luôn được đặt lên hàng đầu. Trong hoàng cung thì vấn đề này lại càng được triều đình chú trọng. Nhà vua tuyển chọn phi tần thường là để sinh con nối dõi, một phần là để củng cố vững chắc quyền lực của bản thân. Vậy nên, khi xét tuyển tú nữ, triều đình sẽ xét tới xuất thân của người đó đầu tiên. Xuất thân từ gia tộc có địa vị cao hay thấp có thể ảnh hưởng tới vị trí của vị tú nữ đó trong hậu cung. Họ có thân phận càng danh giá, càng có cơ hội được phong tước vị cao quý. Thậm chí những điều kiện về dung mạo đối với họ cũng vì thế mà giảm nhẹ đi. Thứ hai, ngoại hình và dung mạo. Hoàng đế là thiên tử đương nhiên sẽ được hưởng những đãi ngộ tốt nhất. Nữ nhân ở bên cạnh chắc chắn đều phải là những nữ tử ưu tú nhất. Bản thân cái tên của kỳ tuyển chọn này là tuyển tú nữ cũng có thể thấy người được tuyển phải là những cô gái xinh đẹp, dung mạo hơn người. Tuy nhiên, quan niệm về cái đẹp ở mỗi thời đại là khác nhau. Việc xét tuyển tú nữ thông qua ngoại hình còn cần dựa trên sở thích và tiêu chuẩn mà hoàng thượng đặt ra. Ví dụ, Sở Vương đặt ra tiêu chuẩn tú nữ được chọn phải có vòng eo thon thả. Thời Đường trước những năm 690 thiên về đầy đặn, thời Đường sau năm 705 thì hoàng đế yêu cầu tú nữ cần có những điểm đặc trưng điển hình như chân ba tấc tam liên. Mỗi yêu cầu được đưa ra tùy thuộc vào thẩm mỹ của thời điểm đó. Thứ ba, yêu cầu về tuổi tác. Điều này thì thay đổi tùy theo từng triều đại. Các phi tử khi mới nhập cung đa phần đều là những cô gái chưa đầy 18. Sở dĩ chuyện này là do ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên, triều đình đã dựa trên tiêu chuẩn về tuổi tác để lọc những nữ tử không đạt yêu cầu. Cụ thể, mỗi thời đại có yêu cầu như sau. Thời Đông Hán yêu cầu nữ tử tham gia tuyển tú nữ chỉ được trong độ tuổi từ 13 đến 20. Thời Tam Quốc chỉ chọn những ai trong độ tuổi 15 đến 16 tuổi. Hoàng đế Trung Nguyên Chương thời Minh lại yêu cầu tuyển tú nữ từ 15 đến 20 tuổi. Sau khi các tú nữ vượt qua vòng xét chọn gắt gao, họ còn phải đối diện với vòng kiểm tra cuối cùng mang tính chất quyết định. Đây cũng luôn là nỗi ám ảnh đối với họ, kiểm tra thân thể. Việc kiểm tra thân thể phải tuân thủ theo trình tự nghiêm ngặt. Đầu tiên, các tú nữ phải cởi bỏ hết quần áo đang mặc trên người. Các nhũ mẫu sẽ dùng thước dây tiến hành đo và kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể. Kích thước của các bộ phận phải hài hòa và cân đối, không được quá béo cũng không được quá gầy. Số đo của cầu vai, hông, thân của họ đều phải đạt chuẩn cái đẹp của thời đó. Trên người tú nữ không được phép có những thứ này: nốt ruồi, sẹo trên da, các loại bệnh ngoài da. Sau những bước này sẽ tới bước kiểm tra tiên quyết, đó là kiểm tra trinh tiết của tú nữ. Đây cũng là bước quan trọng nhất trong cả quá trình tuyển chọn. Có nhiều phương pháp giám định sự trong trắng của tú nữ. Trong cuốn Dụ Thế Minh Ngôn của Phùng Mộng Long ghi chép về quy trình kiểm tra như sau. Các tú nữ phải cởi hết quần áo và bước vào một chiếc thùng nước lớn được phủ một lớp tro mịn trên mặt nước. Các nhũ mẫu sẽ đốt giấy, hun khói lên mũi hay làm bất kỳ cách nào để khiến cho các tú nữ hắt hơi. Nhũ mẫu đứng bên ngoài quan sát, nếu như bột tro trên mặt nước bị bọt khí sốt giạt, đồng nghĩa với việc tú nữ đã không còn trong trắng, người này sẽ lập tức bị loại. Trong đó, những tú nữ vượt qua vòng kiểm tra gắt gao này sẽ được lập thành một danh sách dâng lên hoàng thượng. Nếu tú nữ được hoàng thượng, hoàng hậu hay hoàng thái hậu chọn thì họ sẽ trở thành phi tử của hoàng thượng.
người được chọn sẽ được nhũ mẫu dạy dỗ về lễ nghi, quy tắc trong cung. Cuối cùng, họ sẽ chờ tới ngày được định sẵn để từ biệt gia đình và nhập cung. Kể ra, lên được vị trí không phải ai cũng bước lên được thì cũng lắm gian truân và nhiều tủi nhục. Thế nhưng hàng năm vẫn có hàng ngàn mỹ nữ ao ước được trải nghiệm qua quãng thời gian kinh hoàng ấy với mong muốn đổi lại một danh phận cao quý trong chốn hậu cung. Bởi khi đã có được danh phận, họ sẽ không cần phải làm việc mà vẫn có ăn, chỉ có điều là cuộc sống là một chuỗi những ngày tháng tẻ nhạt lặp đi lặp lại mà thôi. Cuộc sống của con người trong cung phụ thuộc rất nhiều vào các đặc điểm cũng như quy định nghiêm ngặt của các triều đại. Triều đại nhà Đường có những quy định khác với triều đại nhà Thanh nên việc cuộc sống của con người trong cung cũng khác rất nhiều, đặc biệt là các cung nữ phi tần trong hậu cung. Nhà Thanh là triều đại nổi tiếng có nhiều quy định trong hậu cung nghiêm ngặt, gò bó với cả hoàng đế lẫn phi tần giới quý tộc Mãn Thanh. Thời nhà Đường, cuộc sống nơi hậu cung rất tự do, các phi tần trong cung được thoải mái tụ tập đông đủ. Nếu hoàng đế tổ chức tiệc du xuân thì các vị quan hậu cung có thể tất cả cùng đi. Nhưng hậu cung nhà Thanh thì ngược lại, bước vào cửa cung đã thấy sông như biển. Việc gặp người nhà cũng là một điều xa xỉ, chứ đừng nói được tổ chức tiệc rượu. Cuộc sống mặc dù rất xa hoa, nhưng gò bó với nhiều quy định như vậy khiến cuộc sống của các phi tần trở nên rất tẻ nhạt. Công việc chính mà các phi tần trong hậu cung của nhà Thanh làm hàng ngày chỉ là xoay quanh 4 việc sau. Thứ nhất là đi thăm hỏi hay còn gọi là đi thỉnh an. Hậu cung của triều Thanh gồm 8 bậc, làm chủ đứng đầu cai quản các cung là hoàng hậu. Dưới hoàng hậu là hoàng quý phi và lần lượt là quý phi, phi, tần, quý nhân, thường tại và đáp ứng. Trong 8 cấp này thì trừ vị trí đáp ứng là không có quy định về số lượng người, còn các vị trí khác đều có quy định số lượng người. Thông qua hệ thống phân cấp trong hậu cung, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, các phi tần cần phải đi thỉnh an, thăm hỏi hoàng thái hậu và hoàng hậu. Thứ hai là về ăn uống. Sau khi thực hiện việc chào hỏi xong, các phi tần cung nữ sẽ về cung của mình để dùng bữa theo các khung giờ hoặc các sự kiện quy định. Thứ ba là chơi bài. Sau khi dùng bữa xong, các phi tần trong hậu cung có thể cùng nhau chơi trò tiêu khiển hoặc nghỉ ngơi. Đánh bài là trò tiêu khiển phổ biến nhất của các phi tần cung nữ. Một số phi tần thân thiết có thể ngồi chơi bài để giải trí. Việc ngồi chơi bài cũng thể hiện được vị thế của các phi tần. Nếu phi tần nào không được sủng ái thì sẽ ngồi với người hầu bên cạnh. Ngược lại, những phi tần được sủng ái sẽ có những phi tần khác ngồi cùng phe. Những người khác không tham gia đánh bài có thể quay về cung nơi ở của mình để chuẩn bị nhiệm vụ quan trọng trước bữa tối. Đó là lần thẻ bài thị tẩm. Và cuối cùng là lên giường đắp chăn và đi ngủ. Việc cuối cùng trong chuỗi sinh hoạt thường ngày của các phi tần của nhà Thanh là ngủ. Ngoài việc nghỉ buổi trưa, tối là thời gian quan trọng. Nếu được hoàng đế lật thẻ bài thị tẩm thì các phi tần sẽ phải chuẩn bị kỹ càng theo các quy định. Bởi vào thời nhà Minh, việc hoàng đế ra tĩnh suýt nữa bị một cung nữ ám sát nên việc chuẩn bị thị tẩm diễn ra khắt khe hơn. Cụ thể, bắt đầu từ thời hoàng đế Thuận Trị của nhà Thanh đã bắt đầu kiểm soát chặt chẽ thời gian của hoàng đế và các phi tần. Đặc biệt, hoàng đế không được chọn phi tần mà thái giám sẽ viết tên các phi tần lên thẻ bài dù để hoàng đế chọn. Vị phi tần nào được lật thẻ bài thì hoàng đế sẽ dùng bữa tối và thị tẩm với người đó. Còn những phi tần được chọn cũng sẽ phải chuẩn bị để hầu hạ hoàng đế. Đối với các phi tần trong hậu cung, được thị tẩm là một việc hết sức quan trọng. Đây chính là chìa khóa thay đổi số phận của họ. Mặc dù thời gian được hầu hạ hoàng đế có thể rất ngắn, nhưng khi được chọn thị tẩm thì sẽ có cơ hội mang thai con của hoàng đế. Điều này cũng giúp họ được sủng ái. Đặc biệt, nếu sinh được con thì sẽ giúp cho vị trí của bản thân và gia tộc trở nên vững chắc, được hưởng nhiều bổng lộc. Nhìn chung, có thể thấy được cuộc sống hậu cung của phi tần cung nữ nhà Thanh hết sức nhàm chán. Tuy nhiên, nó vẫn có những khác biệt và đặc trưng riêng so với sinh hoạt hậu cung của các triều đại khác. Song, dẫu có tẻ nhạt, có trăm ngàn tủi nhục trốn hậu cung thì việc được tiến cung vẫn là niềm mơ ước của biết bao nhiêu cô gái thời xưa. Còn các anh em thì sao? Các ông có suy nghĩ như thế nào về số phận của những mỹ nữ trong hoàng cung này? Hãy để lại ý kiến của các ông trong phần bình luận bên dưới video nhé! Ngoài ra, nếu thích video này thì cũng đừng quên ấn like, subscribe và chia sẻ video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.